chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review một cái vườn cây bonsai rất là đẹp và cũng rất là nhiều của anh Hải Bonsai Quy Nhơn nha các bạn. Mình cũng chỗ anh Hải và anh A Quý đó nha các bạn. Mình cũng có review báo giá mấy cái cây rất là đẹp. Các bạn nào muốn thích giao lưu đó thì mình có để lại cái số điện thoại của anh ở dưới phần mô tả. Các bạn giao lưu với anh nha. Đây là cây gì anh? Trân châu. Nên nó hải châu đó, Nó là hải châu đó nha các bạn. Cây mini rất là nhỏ gọn, rất là đẹp. Nó thuộc rồi nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy cái chiều cao của nó là rất là nhỏ, rất là mini. Cũng có thể mình để trên bàn chơi rất là đẹp đó các bạn. Anh cho em xin cái giá luôn anh. 5 triệu tại vườn. Rồi là anh có báo là tại vườn anh là giá 5 triệu nha các bạn. Còn vấn đề là giao lưu đó, rồi ví dụ như các bạn nào ở xa đó thì tiền ship đó, thì cái đó là giao lưu với anh nha các bạn. Riêng tại vườn là giá 5 triệu. Đó, mình chi tiết cho các bạn xem cây rất là đẹp. Già cây lắm các bạn. Nhìn cái bộ thân của nó đó các bạn, thấy rất là đẹp. Và cây này thì các bạn chỉ nhắc đem về nhà chơi thôi chứ không cần phải gì nữa các bạn. Rồi để mình chi tiết bốn bên cho các bạn xem cho nó rõ một cái cây nha các bạn. Chỗ đây nó hơi tối ha. Đấy, các bạn nhìn thấy nó, cái chiều cao của nó, mình để cái chi keo lên đó các bạn nhìn thấy. So sánh cái độ cao của cây. Cây rất là già. Ở trên một cái chiếc chậu cũng rất là đẹp. Đó, rồi xong nãy giờ mình cũng chi tiết cho các bạn xem và cũng báo giá một cái cây rất là đẹp. Rồi để tiếp tục mình sẽ tiếp tục review một cây nữa nha các bạn. Dạ, để tiếp tục nha các bạn. Đây là giới thiệu các bạn, đây là một cây Vinsam 86 đó các bạn. Cây này cũng rất là nhỏ gọn luôn các bạn. Và cái bông nó nở rất là đẹp, nó mang một cái màu tím, nhìn rất là thích luôn các bạn. Giá tại vườn là nhiêu anh? 3 triệu. Rồi anh có báo là giá tại vườn là 3 triệu nha các bạn. Rồi các bạn nào nếu yêu thích cái cây này thì theo số điện thoại ở dưới phần mô tả nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy so sánh cái chiều cao của nó đó. Cây cũng rất là nhỏ. Thân cũng cù lại. Chừng trái ra. Rồi mình chi tiết gần hơn các bạn xem cho cái phần gốc của các bạn, nó trải ra rất là đẹp. Và tay cành nó thuộc rồi các bạn. Đây là phần tay các bạn. Đây, chiều cao của nó khoảng tầm hơn gang tay thôi các bạn, rất là nhỏ gọn. Để bàn là tuyệt vời. Dạ, cây này các bạn đem về để bàn là rất là đẹp. Rất là nhỏ gọn. Nó sẽ cho một cái bông màu tím rất là đẹp đó các bạn. Tay tàn nó nằm một phía đó các bạn, nhìn rất là hay, rất là khéo cho một cái tác phẩm mini đó các bạn. Nói chung vườn cây của anh rất là nhiều loại cây luôn các bạn. Cỡ nhỏ, cỡ lớn, tầm trung gì cũng có hết các bạn. Nếu các bạn nào muốn giao lưu thì theo số điện thoại dưới phần mô tả đó, rồi gặp anh sẽ tư vấn về các loại cây các bạn. Rồi để tiếp tục cây nữa nha các bạn.
Đây là một tác phẩm cây hải châu, tức là cũng như cây trân châu các bạn. Và mình cũng có thấy cái phần gốc rễ. Rồi trước mặt các bạn thấy một cái tác phẩm cây trân châu rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn các bạn. Cái dáng cây của nó là rất là tự nhiên. Và cái phần thân, phần gốc, phần rễ của nó cây rất là già luôn các bạn. Và tay cành rất là đều. Cây cũng đã cho trái đó các bạn. Trái nó cũng mang tầng lớp 3 màu sắc, khi xanh, khi vàng, khi chín đỏ đó các bạn. Rất là đẹp. Trên một cái chiếc chậu cũng rất là đẹp luôn các bạn. Cây cũng tầm mini, cũng rất là nhỏ gọn. Tính từ mặt chậu đi lên đó các bạn, cây khoảng 50 phân lên tới đỉnh. Đây là cái phần gốc, phần thân rễ của nó đó các bạn. Nó lên trên đây nó có một cái này, cây cục cù thân. Phải nói là cây nó thiên nhiên rồi các bạn, rất là đẹp, rất là giá trị. Cây này thì anh báo giá là tại vườn 10 triệu nha các bạn. Rồi các bạn giao lưu thì cứ gọi theo số điện thoại ở dưới phần mô tả đó các bạn. Rồi mình chi tiết bốn bên cho các bạn xem. Trước mặt các bạn thấy cũng cái vườn cây của anh rất là nhiều, cũng đủ loại cây. Các bạn muốn giao lưu thì cứ gọi theo số điện thoại gặp anh và tư vấn về cây nha các bạn. Cây trân châu này khá là độc đáo bởi vì dáng tự nhiên đó các bạn. Phải nói là cái dáng tranh rất là đẹp luôn các bạn. Các bạn nhìn thấy không, rất là đẹp. Và từ bốn phía luôn các bạn đều đẹp như nhau, mặt trước mặt sau đều đẹp hết. Rồi để mình chi tiết một vòng nữa cho các bạn xem cho nó rõ hơn. Cây tự nhiên nha các bạn, cái dáng tranh rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Anh báo giá tại vườn là 10 triệu nha các bạn. Rồi để mình tiếp tục quay thêm nữa nha các bạn. Rồi để tiếp tục nha các bạn. Đây cũng là một cây trân châu, cái tầm mini rất là nhỏ gọn. Cây đang cho trái rất là đẹp đó các bạn. Đây các bạn nhìn thấy trái của nó có 3 màu sắc rất là đẹp. Trái sum xê rất là nhiều luôn các bạn. Cây cũng rất là nhỏ gọn thôi các bạn, khoảng tầm 30 phân thôi. Và nó đẹp nhất là cũng có cái phần thân, phần rễ của nó đó các bạn. Đấy, nó có hai cái cọng rễ đi xuống, nó sẽ chịu đứng giống như một cái một thiếu nữ. Một cái dáng này rất là lạ, rất là hay đó các bạn. Và cây này thì mình mua về là để lên bàn chơi rất là thích hợp. Cây cho trái rất là đẹp rồi các bạn ơi. Thì cây này là mình có hỏi anh là anh báo giá là tại vườn 3 triệu rưỡi đó các bạn. Các bạn nào thích cái cây này thì giao lưu theo số điện thoại dưới phần mô tả đó các bạn, gặp anh. Vườn cây của anh rất là nhiều loại cây đó các bạn. Cái phần thân đó các bạn, riêng mình nhìn thấy mình cũng rất là thích. Đây những cái phần thân này rất là nhỏ gọn, đi xuống hai cái phần rễ xuống rất là hay. Nó cũng rất là khéo cho cây đó các bạn. Cây dáng tự nhiên không? Cây núi mà dáng tự nhiên, dáng thiên nhiên tạo nó đẹp chứ còn mình tạo. Đúng rồi. Các bạn thấy là cây cũng là dáng tự nhiên không à. Dáng thiên nhiên đó các bạn. Nên nó rất là đẹp.
trái rất là nhiều luôn các bạn ơi, rất là xum xuê. Anh báo giá tại vườn là 3,5 triệu nha các bạn. Trái nó chín màu đỏ rất là đẹp. Cây này để trên bàn rất là phù hợp, rất là đẹp. Rất là tuyệt vời cho một cái tác phẩm mini nhỏ gọn. Một cái cây trân châu rất là giá trị. Trái rất là đẹp, xum xuê. Đấy, phần trên trái phủ kín hết đó các bạn. Trái quá nhiều luôn, bốn bên hết. Cây này mình mua về để chơi thôi chứ không cần phải suy nghĩ gì hết. Rất là đẹp. Rồi các bạn nào yêu thích cái cây trân châu này, giá này 3,5 triệu các bạn. Các bạn cứ gọi điện giao lưu gặp anh. Đây vườn cây của anh A Quý. Rồi video đến đây mình cũng kết thúc nha các bạn. Hẹn các bạn lại những video tiếp theo. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ. Rồi mến chào các bạn.